Hello cả nhà. Hôm nay là mình mời cả nhà cùng ăn cà na xoài với mình nhé. Cà na chấm với muối ớt. Còn xoài thì mình chấm với mắm guốc. Cà na với xoài này là mình gửi dưới quê nha các bạn. Ba mẹ dưới quê gửi lên nè. Cà na trái hết biết không ạ? Cái muối. Gửi xe với quê lên hơi chín chín nè, giờ ăn cảm giác hơi chua chua mà ngọt ngọt. Ngon các bạn. Này coi mấy cái ai nhiễu nước miếng không á. Cà na thịt không à? Ngon không biết. Ngon các bạn ơi. Cái muối hết bài luôn. Cái này mình tới xài à. Xài này cũng ở dưới quê à. Xài này hơi non non ở dưới quê gửi lên nữa. Chấm mắm guốc. Mắm guốc này là làm cũng công phu lắm á. Này có thịt trong đây nữa. Rồi các bạn ăn nhé. Đã ngon. Ngon các bạn ơi. Xài chua chấm này vô nữa nè, hết bài luôn ạ. Đã gì đâu ạ. Mới vừa ăn cơm xong ăn này, cái đừng để nó bụng ăn nha, nó bụng ăn vô số ruột chết à. Ngon.